sự kiện với Thủy Tiên. Công Vinh hết không cảm xúc với màn biểu diễn của vợ, lại ngó lơ dàn mẫu bikini. Tình yêu của chị đối với anh Vinh đủ lớn để chị có thể bỏ hết tất cả mọi thứ. Được biết, Thủy Tiên và Công Vinh luôn đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện. Cặp vợ chồng luôn khiến khán giả ghen tị vì những khoảnh khắc hạnh phúc và sự tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều tiên quyết giữ gia đình êm ấm thì Công Vinh phải đặt nóc nhà lên hàng đầu. Trên trang cá nhân của Thủy Tiên vừa chia sẻ một câu chuyện hài hước về ông xã. Cả hai đã cùng nhau tham dự một cuộc thi sắc đẹp. Và đến vòng thi áo tắm thì Công Vinh bất ngờ làm mặt lạnh, khiến giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng cũng cảm thấy buồn cười. Thủy Tiên viết, thanh niên nghiêm túc đi event với vợ. Đến màn sân khấu toàn các người mẫu xinh đẹp sexy, ảnh chỉ ngó đèn trần hoặc ngó đất với gương mặt cực kỳ nghiêm trọng. Ủa alo anh ơi, ai mượn anh làm vậy? Phí của đẹp dễ sợ. Trước khi mở đầu sự kiện, nữ ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh đã cùng nhau chụp những tấm ảnh đẹp và vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, khi các người đẹp mặc bikini xuất hiện, chân sút xứ Nghệ đã thay đổi biểu cảm 180 độ. Công Vinh không nhìn thẳng lên sân khấu, mà mặt không biểu cảm nhìn lên trần rồi lại nhìn xuống đất. Dưới bài đăng, Thủy Tiên cũng cho biết, chắc trong lòng đang thầm tụng kinh niệm chú. Nhà phải có nóc, nhà phải có nóc, nhà phải có nóc, nhà phải có nóc, nhà phải có nóc 500 lần. Có lẽ do Thủy Tiên ngồi bên cạnh nên ông xã cảm thấy áp lực. Nếu nhìn trực diện vào người mẫu thì không tốt lắm, còn không xem thì lại không tôn trọng chương trình. Thế nên anh chàng quyết định làm mặt nghiêm túc và không biểu cảm. Nhiều khán giả cho rằng Công Vinh lo sợ nóc nhà ngồi kế bên sẽ phẫn nộ. Dù không nói, nhưng Thủy Tiên có thể sẽ quan sát biểu cảm của anh. Nếu như thấy anh chàng vui cười hoặc nhìn thẳng vào ai đó, có khi phải ngủ sofa. Do đó, quyết định lo giữ nóc nhà của Công Vinh là hoàn toàn hợp lý. Tình yêu của chị đối với anh Vinh đủ lớn để chị có thể bỏ hết tất cả mọi thứ. Cái bản năng của chị rất là khao khát tình cảm. Nên là chị khi mà chị yêu một ai đó thì cái người đó đối với chị nó là cả một thế giới. Tại vì nó bao nhiêu cái tình cảm mà chị dành cho cha chị á, thì người đó là cái người mà vừa có tình yêu của chị và vừa có một cái tình cảm như một người đàn ông mà chị dựa dẫm vậy. Tại vì cha chị mất rất là sớm. Trước đó, một đoạn video nữ ca sĩ tái hiện lại bản hit Ngôi Nhà Hạnh Phúc được ghi lại, nhưng chiếm spotlight nhất chính là biểu cảm lạnh lùng của Công Vinh. Anh không hề theo dõi màn trình diễn của vợ, bị chồng ngó lơ khi hát, Thủy Tiên ăn miếng trả miếng bằng dòng caption bóc phốt trên mạng xã hội. Màn cà khịa qua lại của đôi vợ chồng như cách thể hiện tình cảm khiến dân tình thêm ghen tị. Phan đùa rằng Thủy Tiên đang hát Ngôi Nhà Hạnh Phúc, nhưng Công Vinh đang chiêm nghiệm ca khúc không cảm xúc, cố gắng tỏ ra bản thân lạnh lùng, không đam mê sắc đẹp. Mặt khác có thể nói, Công Vinh giữ sự tôn trọng nhất định cho vợ trong tình yêu. Để giữ lửa được hạnh phúc, có thể cặp đôi này có bí quyết để đối phương hoàn toàn tin tưởng. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!